Xin chào buổi sáng tới tất cả quý vị và các bạn. Tôi quay trở lại để trả lời các câu hỏi đầu sáng trước giờ giao dịch và xem có cái thông tin gì tôi sẽ cập nhật luôn cho các bạn. Thì đầu tiên là câu hỏi của bạn Trương Văn Lượng. Trương Văn Lương hay Trương Văn Lượng? Đấy. À, đây không phải là câu hỏi mà bạn ấy nói là bạn đang quan sát SCI. SCI và EGC. EGC. Và bạn ấy nói là khi nào có điểm nhờ tư vấn thì cái này là bạn phải nhớ thôi chứ còn tôi sẽ không nhớ được đâu, tôi rất nhiều việc. Và tôi không nhớ được đúng không? Tôi chỉ quan tâm đến cái cổ phiếu của tôi đang giao dịch thôi, còn tất cả các cổ phiếu của các bạn định mua, định nắm giữ hoặc định bán thì các bạn phải nhắn tin hỏi tôi, nhắn đấy, bình luận ở trên kênh đấy hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời cho các bạn, chứ làm sao mà tôi có thể nhớ được rất nhiều cổ phiếu nha, rất nhiều cổ phiếu. Và còn khi mà nó có điểm mua điểm vào lệnh ấy thì về cơ bản là cái hệ thống của tôi cập nhật hàng ngày, bạn chỉ cần theo dõi cái clip của tôi hàng ngày đấy thì sẽ nhìn thấy nó thôi nhá. Khi mà nó có điểm mua chạy chương trình là automatic, là nó tự động nó nhảy vào vào cái danh mục cổ phiếu tiềm năng hoặc là cổ phiếu tăng mạnh hoặc là cổ phiếu được giao dịch nhiều đấy, nó nằm kiểu gì nó cũng sẽ nằm ở trong ba cái danh mục đấy nhá. Và tôi mới tạo thêm một cái danh mục nữa ngày hôm qua ấy, là danh mục các cổ phiếu chạm vào cái ngưỡng RSI 30 đấy. Đấy, thì cái danh mục đấy có lẽ là không biết là hôm, ví dụ tôi thử chạy xem nào. Xem ngày hôm qua xem là nó có khác cái ngày hôm trước không nhá. Các bạn nhìn xem, và các bạn những bạn mà quan tâm đến cái danh mục hôm trước ấy thì các bạn thử xem là nó có khác không nhá. Các cổ phiếu nó có khác không? Bởi vì cái này có lẽ là hàng ngày nó sẽ thay đổi chậm hơn là các cái danh mục kia. Còn nếu mà khác ấy thì tôi sẽ cho các bạn luôn cả cái danh mục RSI chạm vào 30 hàng ngày luôn nhá. Đấy, RSI này. Rốt rồi, rốt thì đương nhiên rồi. ITA nhá. ITA không biết, chắc chắn là trùng rồi. KSB cũng trùng nhá. AMD cũng trùng nhá. ABS cũng trùng, hai cũng trùng nhá. MAV thì cũng trùng nhá. GKM thì cũng trùng. SCI cũng thế nhá. Đây là tất cả các cổ phiếu này trùng hết và nó chưa có gì thay đổi, nên là nó giảm bớt một cổ phiếu, không biết cổ phiếu nào bị loại bỏ, tôi nhớ là 17, bữa nay còn 16 nhá. Đấy, thì có nghĩa là cái danh sách này nó sẽ thay đổi chậm. Nó thay đổi chậm chứ không phải thay đổi nhanh đâu, nó không thay đổi nhanh như mấy cái danh sách kia đâu nhá. Tuy nhiên là cái danh sách, cái danh mục này tôi nghĩ là nó cũng có cái lợi hại đấy, như 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 bạn 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 theo dõi cái cổ phiếu SCI này là cũng là một cái thứ mà hợp lý đúng không, nhưng nó đang gãy nền rồi nha, đang gãy nền rồi chưa có điểm mua đấy. Thì bạn cứ xem cái clip hàng ngày ấy, khi nó có điểm mua một cái là nó sẽ được vào danh sách rồi. Cổ phiếu này nó có một cái hay nữa là khối lượng đang giảm này, khối lượng đang giảm đấy, đang giảm nhá, khối lượng đang giảm mà cái khối lượng giao dịch của nó ít như này, ở trên này người ta giao dịch nhiều như này ấy, là có nghĩa là những người mà mua đây đang lỗ nhưng mà người ta đang chưa muốn bán đấy, người ta đã bán ở đâu đó ở đây rồi nhưng mà đến đây thì người ta chưa muốn bán, thì để xem nếu như giảm giảm tiếp thì nó sẽ thế nào nhé. Đấy. À, tiếp theo này của bạn Minh Huy. Bạn ấy viết là thầy cho hỏi ngày giao dịch không hưởng quyền của MBB là ngày 12 tháng 7. Vậy ngày mai mùng 9 tháng 7 mua có được nhận cổ tức không? Vì mùng 9 tháng 7 là thứ sáu. Đây nhá, tôi trả lời luôn này. 12 tháng 7 là thứ hai đúng không? Trả lời luôn để các bạn hình dung ra nhé. Cái ngày giao dịch không hưởng quyền ấy là cái ngày mà bên mua không được hưởng quyền, còn bên bán vẫn được hưởng quyền. Còn các ngày khác thì các bạn mua là vẫn được hưởng quyền. Lý do này,
tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhá. Tôi lấy luôn cái cổ phiếu MBB để các bạn hình dung ra. MBB này. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền ấy thì giá cổ phiếu được điều chỉnh luôn. MBB có cái thông tin gì nhỉ? Chia cổ tức à? MBB chia cổ tức bằng cổ phiếu thì phải đúng không? Đây. Ngày 12 tháng 7 là giao dịch không hưởng quyền nhá, chi trả cổ tức 35%. 35% nhá, là có nghĩa là như thế này này. Có nghĩa là cái ngày đấy thì cái giá cổ phiếu này sẽ giảm đi 35%. Đấy, nó giảm tương ứng đấy, cái ngày thứ hai giảm 35%. Và bên bán ấy thì người ta vẫn được hưởng quyền, nhưng bên mua ấy là không được hưởng quyền. Đấy, có nghĩa là bên bán cổ phiếu vẫn được nhận 35%, còn bên mua là không được nhận. Đấy, còn trước đấy ấy, thì chúng ta vẫn giao dịch cái giá bình thường, nên chúng ta vẫn được hưởng cái quyền nhận 35%. Các bạn hình dung nhỉ? Nhưng nếu như các bạn chỉ đánh giá theo cái kiểu là mua để nhận cổ tức ấy, thì sẽ không ổn đúng không? Bởi vì có thể là sau khi nó giảm xuống 35%, nó lại giảm xuống tiếp, thì các bạn sẽ là lỗ kép đấy. Bởi vì các bạn sẽ phải cái giá nó bị điều chỉnh xuống và cái lượng cổ phiếu của các bạn tăng lên 35%, và lúc giảm xuống ấy thì cái lượng lỗ là nó sẽ tăng luôn thêm 35% nữa. Đấy. Đương nhiên là nó lại cũng có cái thuận lợi là nếu như nó tăng lên thì cái lượng lãi các bạn cũng cứ tăng thêm 35% nữa. Đấy nhá. Và cái ngày giao dịch không hưởng quyền là nó trùng với cái ngày mà cái giá này sẽ được điều chỉnh luôn. Và bên bán ấy thì sẽ được hưởng quyền lợi, vẫn được nhận cổ tức, còn bên mua ấy thì không được nhận nhá. Còn bạn mua vào ngày mùng 9, có nghĩa là ngày hôm nay này, thì đương nhiên là bạn vẫn được nhận bình thường nhá. Đấy. Tiếp theo này là câu hỏi, đây không phải câu hỏi của bạn bạn Nam Lê. Bạn ấy nói tập đoàn Sung Group là tập đoàn lớn, dự án du lịch, thì cái này các bạn tự tìm hiểu thôi nhá. Ý đang trả lời cái câu hỏi của cổ phiếu TCT, nhưng mà cái này từ lâu rồi nhá. Từ 3 tuần trước thì các bạn hết rồi, hết câu hỏi rồi. Đấy, đấy là những cái câu hỏi mà tôi trả lời. À, còn hình như còn một bạn nào bạn ấy hỏi. Đây có một bạn Thanh Tùng. Bạn ấy viết là thầy làm video dạy cho người mới bắt đầu chơi chứng khoán đi ạ. Thì về cơ bản là cũng sẽ được thôi. Chỉ dành thêm thời gian ra thì cuối tuần là tôi sẽ làm được. Cuối tuần tôi có nhiều thời gian là tôi sẽ làm được. Nhưng vấn đề chính ấy, cái quan trọng là phải đánh giá được là cái lượng người theo dõi những cái video đấy có nhiều hay không. Lý do là ở trên mạng nó tràn ngập những cái video đấy rồi. Và nếu như chúng ta cứ đi lại cái lối mòn cũ của người khác ấy, thì chúng ta mất thời gian và chả thu được lại cái gì cả. Vấn đề chính ấy, là tôi làm cái này là tôi muốn là có rất nhiều người xem. Chứ bây giờ làm chỉ được khoảng chục người xem hay 100 người xem thì không ăn thua. Nó mất thời gian. Đấy, ví dụ như là cái video nến nhật và cách sử dụng đấy, thì tất nhiên là cái video đấy về cơ bản là tôi đã chưa dành nhiều thời gian cho nó, nhưng mà cái số lượng người mà quan tâm đến nó là không nhiều. Tuy nhiên ấy, cái video đấy là về mặt hình thức là không là là nó chưa được tốt thôi, bởi vì là tôi không chuẩn bị các cái hình nến cho nó đẹp mà tôi lấy trực tiếp luôn thì nó sẽ không đẹp. Tuy nhiên nó không đẹp nhưng nó lại có một cái rất là hay là nó là thực tế luôn, nó là những cái hình nến thực tế, và những hình nến theo kiểu lý thuyết ấy là nó chỉ có trên lý thuyết thôi. Giống như các bạn đi học ấy, là những cái thứ mà các bạn học được ấy phần lớn nó là lý thuyết thôi, ra ngoài đời làm nó sẽ khác rất nhiều, nó sẽ khác thế rất là nhiều. Đấy thì đây cũng thế, đây tôi dạy luôn là ở trên thực tế. Ví dụ như ở đây tôi dạy luôn ấy là ví dụ cái nến này này. Đấy là tôi dạy luôn ở trên cái hình này là nó thực tế là nó sẽ như thế này, đúng không? Đấy.
thì nó sẽ có hai cái cặp nến, một là cặp nến búa và cái cặp nến nó gọi là người treo cổ và lệnh gọi là shooting star ấy, đúng không? Và người treo cổ và nến búa ấy là nó, và nến búa ngược ấy là thực ra về hình thái là nó giống hệt nhau, nhưng cái điểm khác nhau của nó ấy là một cái là nó nằm ở đây nằm nằm ở đáy của đồ thị, còn một cái là nằm ở đỉnh của đồ thị. Đấy, nó khác nhau là như thế. Và cái nến này này báo hiệu cái sẽ có những cái phiên giảm sắp tới. Đấy, và nó được xác nhận bởi cái cây nến đỏ này. Khi mà cái giá nến đỏ này đấy nó chạy đứt hết cái cây nến kia là lúc đấy là bắt đầu bán. Đấy, bán. Đấy là cái điểm bán, điểm bán là điểm này nhá, chứ không phải đợi tít xuống đây mới bán mà bán chỗ này. Đấy, thì tôi dạy trực tiếp như thế thì các bạn sẽ hiểu nó dễ hơn. Và cái hình nến thực tế là thông thường ấy, nó không giống lý thuyết đấy, nó không giống lý thuyết, không giống lý thuyết đấy. Và cái điểm bán là cái điểm này, và cái đường đây, cái đường mà tôi đây tôi vẽ hẳn cái đường ra, thì cái đường này người ta gọi là đường hỗ trợ, đường hỗ trợ. Nếu nó bị thủng cái này thì chúng ta bắt đầu nghiên cứu đến chuyện bán đấy, khi mà nó đang lên cái nó tụt xuống như này thì là nghiên cứu bán, và đường này đường hỗ trợ. Nếu mà nó thủng đường hỗ trợ thì là chúng ta bán. Đấy, đấy đấy là cái nguyên tắc của cái thứ như thế. Thì tôi nghĩ là nó hơi khó nhìn nhưng mà nó lại cụ thể và nó thực chiến hơn. Còn làm cái slide đẹp thì cũng được thôi, nhưng mà đấy nó lại mất thời gian. Và tôi sẽ thử làm lại cái này đã để tôi đánh giá cái lượng người mà quan tâm. Đấy, nếu như cái lượng người quan tâm để xem, bởi vì tôi cảm giác như là cái số bạn tham gia thị trường ấy là đã chủ động trang bị cho mình những cái kiến thức cơ bản rồi, cho nên là về nến niếc các thứ là các bạn sẽ rất là giỏi rồi. MA các bạn có thì khi các bạn cũng biết hết rồi. Đấy, MA rồi cách xử lý các đường MA như thế nào các bạn biết rồi. Đấy nhá. Hoặc RSI như thế nào thì cũng biết rồi. Tuy nhiên ấy, tôi nghĩ là các bạn đang biết những cái thứ đấy nó rời rạc, nó chưa có sự kết hợp. Đấy thì lúc nào tôi sẽ làm cái video về sự kết hợp đấy, kết hợp giữa các cái hình nến với nhau này, và các cái hình nến và khối lượng nó sẽ tạo thành cái gì đấy nhá. Ví dụ như cái cây nến này này mà cái khối lượng này nó tăng lớn lên đấy, thì thực ra nó lại không phải là nến nến tốt đâu, nó lại càng xấu. Nhưng cái cây nến này này mà cái khối lượng nó thấp xuống, nó thấp hẳn xuống như này ấy, thì nó lại không phải là xấu đâu, mà có khi là nó chúng ta phải quan sát thêm. Đấy, ví dụ thế, nó có những cái thứ mà cần cái sự kết hợp với các cái thông số khác thì nó mới tạo ra cái sức mạnh của nến nha. Thì tôi sẽ cố gắng tôi dành cái thời gian đấy. Vấn đề là tôi vẫn phải đánh giá được cái tốc độ đăng ký kênh ấy, thì về cơ bản là mọi người nói là cao nhưng tôi thấy nó vẫn đang hơi chậm. Đấy, đây hôm nay là mới được 622 người đăng ký, 622 người đăng ký. Và cái ngày mà tôi thành lập cái kênh này ấy. Đây. Cái ngày thành lập là ngày 31 tháng 5, thì đến bây giờ là đã được hơn một tháng rồi. Hơn một tháng rồi, cái lượng xem thì rất là nhiều. Lượng xem rất là nhiều nhưng mà không đăng ký, đúng không? Đăng ký ít. Hoặc là tôi không biết là lượng xem này lượt lượt xem chứ không phải lượng xem, đúng không? Đây là số lượt xem, có thể là người ta cộng dồn kiểu gì đấy nó thành cái số này. Đấy, tuy nhiên là tôi vẫn cảm thấy là có một cái sự thành công nhất định, vì đấy cái số lượng xem này này nó nhiều, chứng tỏ là những cái video của tôi làm ra ấy là các bạn cũng có sự quan tâm. Đấy, có sự quan tâm. Và cái đấy là cái mà là động lực giúp tôi là sẽ cố gắng làm thêm các cái video khác nha. Còn tôi cũng không quan trọng là cái việc gọi là cần cái số lượng người tăng một cách rất là nhanh, nói chung là tăng nhanh thì càng tốt. Đấy, nếu như cái lượng xem mà nhiều thì các bạn hình dung ra là cái việc khảo sát của tôi này nó rất là dễ. Ví dụ ngày hôm qua này, nhìn vào đây cái là tôi biết ngay là tâm lý của các bạn đã ổn định trở lại, quay trở lại để chiến đấu với thị trường, nhưng như thế là không tốt đâu. Tôi nói vẫn giữ cái trạng thái an toàn, hạn chế mở vị thế mới, nhất là những cổ phiếu mới là không nên mở vị thế ngay. Các bạn chỉ nên mua những cổ phiếu mà các bạn đang có sẵn ở trong cái tài khoản của các bạn thôi. Đấy, mua bán, bởi vì sao? Các bạn đang có sẵn rồi, các bạn mua thêm nó hồi lên các bạn bán được ngay nhá. Và các bạn đang định đầu tư cái cổ phiếu đấy thì cái việc mà các bạn nắm dài hạn thêm vài phiên nữa hoặc là nắm dài hạn là nó không có vấn đề gì cả.
Đấy, đấy là những cái mà tôi khuyên các bạn. Còn về mặt đồ thị thì cơ bản là tôi nói là cái phiên này nó chưa thực sự là xấu đâu. Chưa thực sự là xấu thôi, nhưng mà không biết điều gì sẽ xảy ra ở cây nến tiếp theo. Những cây nến này là không phải cây nến tốt. Nó chưa thực sự là xấu. Nó chưa thực sự là xấu ấy thì ý nói là chúng ta cũng không cần phải bi quan về nó vội. Không cần phải bi quan vì nó vội. Còn nếu mà nó xấu ấy thì ngày hôm nay là nên bán, bán tống bán tháo thì càng nhanh tốt. Nhưng nó chưa thực sự xấu thì có nghĩa là chúng ta chưa cần phải bi quan. Nếu như tài khoản của chúng ta đang an toàn thì chả có gì phải sợ cả. Nó sập xuống có khi lại là cơ hội tốt để chúng ta mua vào nha. Đấy, và không sợ. Đấy, nếu nó sập xuống thì nó lại là cơ hội tốt. Đấy. Có mấy bạn hỏi tôi về cái cổ phiếu gì tôi lại quên mất rồi. Đấy, thì tôi thấy cái sự lạc quan của các bạn trở lại, nhưng mà sự lạc quan của các bạn trở lại như thế này ấy là cũng phải dè chừng nhá, cũng không không nên gọi là thấy nó tốt lên tích cực lên lại nhảy vào còn bao nhiêu tiền hoặc còn bao nhiêu cái sức mua là mua hết, thế là coi như là rất là căng nhá. Đấy, mình phải để mình ở thế chủ động, chứ còn để vào thế bị động là rất là nguy hiểm. Và cổ phiếu MBB này thì cũng có cũng 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 là một trong những cổ phiếu mà các bạn cũng nên quan tâm, nó cũng tốt, nó cũng là tốt. Tuy nhiên là các ngân hàng hiện tại bây giờ là đúng không? Đấy, hiện tại các ngân hàng ấy là đang bị nhiều cái chuyên gia kinh tế đấy. Đầu tiên là đấy các tiến sĩ Cấn Văn Lực rồi tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu vân vân, các tiến sĩ đang đang nói là cái việc trích lập dự phòng của các ngân hàng là chưa 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 thực sự ấy, đúng không? Chưa chưa được trích lập, cho nên là đấy các khoản nợ giãn cách rồi vân vân ấy, nợ xấu chưa được trích lập, rồi các khoản nợ các cái loại nợ nợ loại mấy đấy đúng không, loại 3, loại 4 vân vân chưa đánh giá được rõ, nên là cái lợi nhuận thực sự của ngân hàng là cũng chưa đánh giá được. Vì chưa đánh giá được đúng đắn nên có thể là sẽ phải trả giá ở những cái quý tiếp theo. Tuy nhiên là tôi nghe cái câu này cũng từ lâu rồi, từ năm cuối năm ngoái tôi cũng nghĩ là như thế, và năm ngoái tôi cũng để lỡ cơ hội của cổ phiếu ngân hàng. Thì năm ngoái mà tôi cứ giữ lì cổ phiếu ngân hàng, năm ngoái tôi ăn được một ít. Năm ngoái tôi nói với các bạn tôi mua cổ phiếu Techcombank từ giá 18. Tôi mua rất là nhiều, tôi mua khoảng 5 60 nghìn. Đấy, nhưng mà các thông tin này nó hay ảnh hưởng đến cái mặt tiêu cực, và mình cũng nhận thấy là đúng là như thế. Nhưng cái việc trích lập dự phòng hay là chưa trích lập dự phòng nó lại cần phải thời gian, cần thời gian, và cái con số lợi nhuận ấy thường nó tạo sự kích thích cho nhà đầu tư. Đấy, con số lợi nhuận rất là to, các bạn hình dung như những ngân hàng mà năm tới này có những cái lợi nhuận nó khoảng 25 26 nghìn tỷ, thậm chí 30 nghìn tỷ, các bạn nhìn nghe cái con số kỷ lục chưa bao giờ nghe thấy, chưa một công ty nào làm được ở Việt Nam. Đấy, lớn nhất hiện tại bây giờ vẫn là ngân hàng VCB với lợi nhuận khoảng 18.000 tỷ, mà nó đã có một cái cú vượt kinh khủng như thế rồi. Đấy, 18.000 tỷ đây tôi nói. 18.000 tỷ. Đấy là hiện tại là lớn nhất. Đấy, tất cả các cái công ty khác là không ăn thua. Đấy thì nó đã có những cái cú vượt bậc. Khi mà nó có cái lợi nhuận 18.000 tỷ ấy thì nó làm cho giá cổ phiếu tăng từ khoảng 30, từ khoảng 30, 40, 30 lên đến đây. Đấy. Khi mà phát hiện ra là nó có cú và nó lên đến đây. Đấy là VCB. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn tới này ấy thì tôi nghĩ cái ẩn số lớn nhất là Techcombank, vẫn là Techcombank. Techcombank là một ẩn số lớn, tôi đánh giá. Sau đó là Vietinbank, CTG. Tuy nhiên CTG là đang bị gãy hết nền nhé. CTG, Techcombank thì về kỹ thuật là nó đang đẹp,
Tôi không có cổ phiếu Techcombank, cũng không có cổ phiếu của CTG. CTG tôi bán rồi, bán hết rồi. Tôi bán trước khi nó sập, tôi bán từ trên này, tôi bán khi mà cái đồ thị của tôi nó có cái tín hiệu bán này, CTG đây, tín hiệu bán này là tôi bán đấy, tôi bán trước khi sập. Thì thường là đồ thị tôi mà có tín hiệu bán là tôi không giữ, tôi bán. Còn mua ấy thì đấy, tôi thường tôi mua khi mà có tín hiệu mua, hoặc là có thể mua trước một phiên, mua trước một phiên. Lý do là tôi biết cái tín hiệu mua này tạo ra như thế nào, tôi hiểu nó, mà tôi là người tạo ra nó nên tôi hiểu nó đấy, nên là tôi có thể mua từ cái cây này đấy. Và đấy là cái câu chuyện mà tôi chia sẻ với các bạn sáng buổi sáng hôm nay. Sáng hôm nay tôi cập nhật thêm cho các bạn cái giá dầu. Giá dầu nó lại hồi phục rồi, đúng không? So với ngày hôm qua nó lại hồi phục, nhưng mà vẫn đang yếu. Đấy, nó hồi phục rồi nha, hồi phục rồi đấy. Và cổ phiếu dầu khí, quan điểm của tôi nó vẫn là một ẩn số lớn đấy, tôi đã nói với các bạn xuyên suốt rồi. Trong giai đoạn này có ba cái cổ phiếu, mà bốn loại cổ phiếu, nhưng mà ba loại cần phải quan tâm đặc biệt, đúng không? Một là cổ phiếu dầu khí, hai là cổ phiếu chứng khoán, và ba là cổ phiếu ngân hàng. Các bạn cứ hình dung là cứ mỗi một tháng mà nó cứ thêm khoảng 100.000, đúng không? 100.000 tài khoản mới thôi là đã thấy là một con số rất là kinh khủng rồi, đúng không? 100.000 tài khoản mở mới đấy. Trong khi đó đấy, cái tháng vừa rồi đấy, người ta thống kê là 140.000 tài khoản mở mới đấy. Và có một con số thống kê chính thức là 6 tháng đầu năm ấy, là số tài khoản mở mới hơn 600.000 tài khoản mở mới nhé, hơn 600.000 tài khoản mở mới đấy, hơn 600.000 tài khoản mở mới. Thì các bạn cứ tính một con số đơn giản thôi, hơn 600.000 tài khoản mở mới, mà mỗi một tài khoản chỉ cần có 100 triệu thôi, đúng không? 100 triệu thôi, thì các bạn hình dung ra là mỗi là từ đầu năm đến giờ chúng ta đã đổ vào thị trường chứng khoán khoảng hơn 60.000 tỷ rồi. Hơn 60.000 tỷ đổ vào sàn chứng khoán. Trong khi đó mỗi một phiên giao dịch ấy, chúng ta chỉ giao dịch loanh quanh luẩn quẩn chỉ có 20 30.000 tỷ thôi. Đấy, các bạn hình dung thế, vào ra 30.000 tỷ thì cái lượng tiền mà cứ đổ vào hàng tháng nó nhiều ấy. Nó cứ hôm trước tôi nói đấy, khoảng 14.000 tỷ, 14.000 tỷ tháng vừa rồi, đúng không? Cứ mỗi tháng cứ khoảng 10.000 tỷ đổ vào thôi. Đấy, cứ 10.000 tỷ mồi vào thì nó đẩy giá lên thôi, đấy là bình thường. Tuy nhiên ấy, là cái lượng tiền đấy hiện nay nó vẫn không lớn với cái mức độ giao dịch hàng ngày đấy. Các bạn hình dung cho hàng ngày chúng ta giao dịch đang rất là lớn, 20.000 tỷ. Một tháng chúng ta cứ có bơm vào thêm được có khoảng 10.000 tỷ thôi, đúng không? Chưa được 10.000 tỷ, cứ cho là trung bình là khoảng 10.000 tỷ đi. Từ đầu đến giờ chưa được đâu, bởi vì 60.000 tỷ trong 6 tháng, đúng không? Đúng rồi, mỗi tháng khoảng 10.000 tỷ. 10.000 tỷ thì mỗi một ngày chỉ được khoảng chưa được 1.000 tỷ, đúng không? Mỗi một ngày là khoảng 3, mỗi ngày khoảng hơn 300 tỷ, đúng không? Hơn 300 tỷ, một ngày được hơn 300 tỷ. Một ngày hơn 300 tỷ, mà một ngày ở đây giao dịch 20.000 tỷ thì cái lượng tiền đấy thường ấy là nó sẽ tập trung để đẩy một số cổ phiếu thôi. Đấy, chứ nó sẽ không lan tỏa được hết tất cả thị trường. Cái lượng tiền mà chỉ khoảng 300 tỷ, đúng không? 300 tỷ một ngày. Đấy, 300 tỷ thực ra nó chỉ tập trung vào một cổ phiếu thì được, đúng không? Một cổ phiếu hoặc hai cổ phiếu thì được, chứ còn nó giải ra là không ăn thua. Đấy, thì chúng ta tính được ngay cái lượng tiền vào. Vì thế nên cái giai đoạn này tôi nói là nó cũng khá là khó khăn. Tuy nhiên là khi mà nó sập xuống ấy, thì những cái ông mà bán dài này, đấy, tiền là chưa ra ngoài đâu, lại sẵn sàng lao vào khi đẩy cái giá cổ phiếu này, cái giá của thị trường này nó được đẩy lên này. Đấy,
cái chỉ số thị trường này đẩy lên hoặc là nhảy ra các cổ phiếu. Ví dụ như người ta bán cổ phiếu CTG, người ta không đầu tư CTG nữa thì có thể người ta sẽ nhảy sang cổ phiếu SSI chẳng hạn. Ví dụ thế. Ví dụ như tôi không khuyến cáo mua SSI nhé. Tất nhiên SSI thì nó chưa 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 xấu đâu. Nhưng mà tôi không, đây tôi đang ví dụ thì người ta nhảy sang SSI chẳng hạn. Thì ý tôi muốn nói là gì, là thị trường ở cái giai đoạn này này là nó sẽ có cái việc gọi là nhảy từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác. Nhưng tôi nhìn cái cổ phiếu SSI này tôi thấy nó đang, SSI nhé. Đấy, nếu các bạn mà đọc cái quyển quyển cái quyển nó gọi là 24 bài học sống còn trên thị trường chứng khoán ấy, thì các bạn sẽ hiểu được là các cái hình mà tôi vẽ như này nó gọi là các cái này đã nhảy, đã gãy xuống dưới này rồi. Tuy nhiên là nó chưa chưa đứt hẳn nha, nó lại đang quay trở lại. Đấy thì cái ông Davat đúng không? Davat đúng không? Davat tôi chả nhớ tên chính xác. Ông ấy là một cái vũ công ấy. Đấy, và ông ấy phát hiện ra là cái giá cổ phiếu nó hoạt động giống như các cái điệu nhảy của ông ấy. Có nghĩa là trước khi tăng mạnh ấy, thì các cổ phiếu thường là sẽ giao dịch ở trong các cái hộp. Đấy, các cái hộp này thì ông ấy tưởng tượng là các cái bậc thang để trong cái quá trình ông ấy nhảy ấy. Đấy, bậc thang ở trên sàn nhảy. Và các cái cổ phiếu này nó có giá, nó sẽ hoạt động ở trong các cái hình hộp này. Đấy. Và sau khi nó hoạt động ở trong hình hộp này thì nó phá vỡ, khi mà nó phá vỡ các cái đỉnh, các cái đường trên hình hộp ấy, đường bao trên của hình hộp ấy, thì nó sẽ nhảy sang một cái bậc thang mới, có nghĩa là một cái hình hộp mới. Và khi nhảy sang cái hình hộp mới rồi ấy, thì thường là giá nó sẽ không quay trở lại cái hình hộp cũ đấy nữa. Đấy, và nó cứ thẳng mãi đấy, cho đến khi mà cái khối lượng đạt được một cái giá trị yêu cầu thì nó sẽ có một cái bước nhảy, bước chạy mạnh. Đấy, đấy là cái lý thuyết mà ông Davat ông ấy nghĩ ra và ông ấy phát hiện ra. Đây tôi có thể cho các bạn xem. Tôi đọc nhiều thứ quá cũng không nhớ nhiều. Thuyết hình hộp Davat đây. Lý thuyết hình hộp Davat nhé. Thì đấy, đây. Đấy là lý thuyết chiến lược giao dịch phát triển bởi Nikola Davat. Đặc điểm này, lý thuyết hình hộp. Mức thấp cho thời gian bạn sẽ thấy hình hộp tăng hoặc giảm. Lý thuyết Davat đưa ra gợi ý chỉ giao dịch các hình hộp tăng và sử dụng mức cao ở các hình hộp bị vi phạm để cập nhật lệnh dừng lỗ. Đấy các bạn tự đọc nhé. Đấy, trước đây thì tôi đọc cái lý thuyết Davat này ở trong cái quyển 24 bài học sống còn trên thị trường chứng khoán. Quyển đấy cũng khá là hay. Quyển đấy ở trong cái quyển đấy giới thiệu ba mô hình hay của mà ba mô hình hay thành công nhất trên thị trường chứng khoán nhá. Thì cái lý thuyết này là của cái ông gọi là Nikola Davat, ông ấy phát triển. Đấy thì các bạn đang thấy là cái cổ phiếu này nó đang đẹp, tuy nhiên ở chỗ này nó bị gãy này, nó gãy ra khỏi hình hộp. Đấy, các cái hình hộp này là không phải là các bạn cứ cái to cái bé đâu nhá, là nó phải có cái kích thước tương đương nhau. Đấy, cái lý thuyết này nói là có kích thước, thì các bạn thấy này, trừ cái đoạn thị trường sập này ra ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó đang đẹp đấy. Thì cái này đang tuân theo cái gọi là lý thuyết của Davat nhé. Đấy, và có thể là nó sẽ, nếu như cái giai đoạn tiếp theo này này nó vận động tích cực, đấy, bề ngang của các hình hộp này nó cũng gần gần bằng nhau và nó sẽ đến một cái giai đoạn nó tăng lên. Đấy, đấy là
là tôi cũng giới thiệu luôn cho những cái bạn mà mới chưa biết về cái lý thuyết của Nicola Davis thì các bạn có thể đấy, nghe nghe và bạn tìm đọc cho nó hiểu kỹ. Đấy, còn cái nội dung nó chỉ thế thôi, nó tạo thành các hình hộp và giá nó vận động ở trong các cái hình hộp này. Sau một thời gian vận động thì nó sẽ nhảy lên cái hình hộp mới, đấy, nấc thang mới và đấy, thế nó sẽ nhảy lên nấc thang mới. Và khi mà cái số lượng hình hộp này đã tích lũy đủ vân vân và cái khối lượng giao dịch đạt được yêu cầu thì nó sẽ tăng mạnh. Đấy. Nicola Davis phát hiện ra điều đấy. Và ông này là một vũ công nhá. Đấy là những cái chia sẻ buổi sáng của tôi và trả lời các câu hỏi của các bạn. Cuối cùng chúc các bạn là đầu tư may mắn, kiếm được nhiều lợi nhuận trên sàn chứng khoán, và hãy giúp tôi chia sẻ kênh và đăng ký kênh cũng như like để có nhiều người xem được cái kênh của tôi nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.